Sau nhiều ngày liên tiếp đình công để đòi tăng lương và các khoản phụ cấp, sáng nay, toàn bộ công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory đóng trên địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu đã trở lại làm việc. Phía công ty cũng đã quyết định đáp ứng một số yêu cầu mà công nhân đề xuất, ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Không còn tình trạng tụ tập trước cổng, sáng nay tất cả công nhân công ty Việt Glory đã vào nhà máy làm việc bình thường. Công ty này đã thông báo tăng tiền trợ cấp xăng xe từ 10.000 đồng một ngày lên 15.000 đồng một ngày, tiền ăn từ 20.000 đồng một ngày lên 24.000 đồng một ngày, tiền thưởng sản lượng tăng 30.000 đồng một bậc số. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Có thêm đồng lương mới thì công nhân đi làm cuộc sống thể ổn định hơn và cảm thấy có thể gắn bó với công ty lâu dài hơn. Trước đó, từ ngày 2 tháng 10, công nhân công ty Việt Glory đã tổ chức đình công để đòi hỏi quyền lợi với 11 đề xuất. Đáng chú ý như tăng lương cơ bản, lời nói hành động của cán bộ cần thực hiện đúng chuẩn mực giao tiếp, chế độ thai sản đi làm tháng thứ 7 trở lên và về sớm trước 1 giờ, đề nghị công ty kiểm tra lại máy chấm công. Do họp quá nhiều nên đề nghị công ty điều chỉnh giờ họp. Qua cuộc đình công này, công ty chúng tôi cũng thu thập được các ý kiến của công nhân. Chúng tôi sẽ điều chỉnh một số vấn đề chưa phù hợp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tăng thêm số lượng ban chấp hành ở xưởng để nắm bắt kịp thời các ý kiến đóng góp của công nhân để kịp thời xử lý. Được biết, ngày 7 tháng 10, công ty Việt Glory đã thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với các công nhân nghỉ liên tục quá 5 ngày. Tuy nhiên, theo đề xuất của tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu và các cơ quan ban ngành các cấp, công ty này đã hoãn thực hiện đến sáng ngày 9 tháng 10. Nếu đến sáng ngày hôm nay 9 tháng 10, công nhân nào không vào làm việc thì sẽ xử lý theo các quy định của Bộ luật Lao động. Cái việc đình công vừa rồi thì không đúng, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đối với sự việc này thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung làm tốt công tác vận động tuyên truyền cho công nhân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Đồng thời sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra cái việc hoạt động các chính sách liên quan đến đối với người công nhân của nhà máy giày Việt Glory Diễn Trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory là đơn vị chuyên sản xuất giày da xuất khẩu, hoạt động từ năm 2019, 100% vốn nước ngoài. Việc công nhân ngừng việc tập thể cũng đã xảy ra tại đây 2 lần, trước đó vào năm 2021 và 2022.